Thì làm chỗ tớ cũng được, cũng vui, nhưng mà nhân viên part time nên lương thấp lắm, ấy nên là họ tuyển liên tục ấy mà. Nói đến đây thì hai mắt của Lily sáng bừng như hai đèn pha ô tô, lại còn cười sướng như kiểu bố đẻ em bé vậy. Rồi lại còn gọn gàng thu hết sách vở, đồ dùng cho hết vào ba lô trong sự ngỡ ngàng của tôi. Trước khi mà ra về lại còn nhanh nhảu nói với tôi một câu thế này: khả năng là tớ sẽ không đi học võ nữa, ngày mai khi mà cậu đi làm ấy thì cậu nhớ gọi tớ nhá. Tớ cũng muốn được trải nghiệm đi làm giống như là cậu. Tôi chỉ kịp đơ người ra và ơ một tiếng vì cái sự việc vừa rồi nó xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm. Làm trải nghiệm gì ở đây? Tôi đi làm kiếm tiền hẳn hoi. Đang bí tiền tiêu chết đi được ấy chứ mà nó lại còn đòi đi làm trải nghiệm. Đúng là cái độ nhà giàu rực mỡ. Tôi cũng chỉ nghĩ là nó hứng lên lúc đấy thôi, mai là lại co vòi lại ngay. Ấy thế cơ mà chiều hôm đấy còn chưa để tôi gọi nó thì nó đã đứng trước cửa nhà tôi đợi rồi. Rồi để xem.